Xin chào mọi người, mình là Kim Dung, mình đến từ bộ phận nhân sự. Hôm nay Dung rất vui được đồng hành cùng chuyên mục Tủ sách của bạn. Nói về việc đọc sách thì Dung rất thích nghiên cứu cũng như là tìm hiểu về những thể loại về phân tích tâm lý cũng như là cảm xúc của con người. Một lần lên trên trang thư viện sách của công ty, Dung vô tình thấy một quyển sách và thật sự ấn tượng với cái tên của nó, Thông minh cảm xúc. Như thế nào là thông minh cảm xúc và nó khác với chỉ số thông minh bình thường IQ như thế nào? Nó có giúp ích gì được cho bản thân của Dung hay không? Và Dung đã quyết định tìm hiểu và đọc nó. Sau khi dành thời gian để mà đọc nó thì Dung cảm nhận được rằng nó mang lại cho Dung những cái kiến thức mới lạ về chỉ số IQ, cũng như là để cho mình có thể hiểu hơn về bản chất cảm xúc của con người, để Dung có thể kiểm soát được cảm xúc của mình tốt hơn. Nếu bạn băn khoăn tự hỏi tại sao sự nghiệp của mình sa lầy hoặc mãi dậm chân tại chỗ, hoặc đơn giản nếu bạn muốn thăng tiến thật nhanh, thì đây là quyển sách mà bạn phải đọc. Trí tuệ cảm xúc là điều cực kỳ cần thiết để thành công trong công việc. Và cuốn sách này mang đến cho bạn một khởi đầu nhanh chóng cho việc phát triển những kỹ năng và cách cư xử cần thiết để bổ sung cho chuyên môn của bạn. Thông minh cảm xúc giải thích một cách cô đọng và xúc tích, cách xử lý cảm xúc một cách sáng tạo và vận dụng trí thông minh của chúng ta theo chiều hướng có lợi cho bản thân. Quyển sách này tiết lộ cho bạn những phát hiện phong phú và thực tiễn cùng nhiều kiến thức về tầm quan trọng của việc phát triển chỉ số thông minh cảm xúc EQ. Nghiên cứu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng EQ trong nhiều vai trò còn quan trọng hơn cả IQ và quan trọng gấp nhiều lần đối với người lãnh đạo. Hai tác giả Travis Rabari và Jean Stream đã đưa ra những phương pháp thực tế và những câu chuyện lôi cuốn làm thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về bản thân và tương tác với những người mà chúng ta quan tâm nhất. Dung thật sự muốn giới thiệu đến mọi người quyển sách này vì Dung tin rằng sau khi các bạn đọc quyển sách này, các bạn sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc của mình để từ đó xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp hơn.